chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo. Phần 2, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Thì uh, trong sách giáo khoa địa lý lớp 12 chúng ta thấy có rất nhiều cái thiên tai và ở đây chính là cái bảng tổng hợp mà chúng ta quan sát để chúng ta thấy được là có những thiên tai chính của nước ta bao gồm các loại như bão, ngập lụt, lũ quét và hạn hán. Với các loại thiên tai chính này thì các em lưu ý ghi nhớ cho cô những nội dung. Thứ nhất là thời gian hoạt động. Thứ hai là phạm vi ảnh hưởng thứ ba, hậu quả của nó gây ra và thứ tư là các cái biện pháp phòng chống. Và đối với các thiên tai này cũng có rất nhiều các câu hỏi trắc nghiệm liên quan để đánh giá cái mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng của chúng ta. Về thời gian hoạt động của bão, trước hết là bão thì các em thấy là bão của nước ta hoạt động từ tháng 5 cho tới tháng 11. Phạm vi ảnh hưởng của bão là chủ yếu các cái vùng ven biển và hậu quả của bão là vô cùng to lớn bão sẽ kèm theo gió lớn, mưa lớn, sóng lừng, nước biển dâng và gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Và những cái biện pháp phòng chống bão, thứ nhất là về dự báo khí tượng, thứ hai là đưa tàu thuyền về trú ẩn nơi đất liền một cách an toàn, và biện pháp thứ ba là củng cố đê biển và thứ tư là di dân. Tuy nhiên biện pháp di dân này chỉ thực hiện đối với những cái khu vực mà có cái bão lớn xảy ra rất là nghiêm trọng. Về ngập lụt, thời gian xảy ra ngập lụt đó là vào mùa mưa và mùa bão. Phạm vi ảnh hưởng của khu vực ngập lụt đó là các vùng đồng bằng châu thổ như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng ven biển miền Trung. Và các em hết sức lưu ý về nguyên nhân xảy ra ngập lụt đối với các vùng này có sự khác nhau. Ví dụ như đối với đồng bằng sông Hồng thì ngoài khi hiện tượng và cái nguyên nhân là do mưa lớn diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài thì còn có các nguyên nhân khác liên quan đến các cái vấn đề về xây dựng đô thị hệ thống cấp thoát nước không đáp ứng đủ yêu cầu và ở đồng bằng sông hồng có một cái đặc điểm đó là cái hệ thống đê bao bọc nó khác hoàn toàn với các vùng khác vì vậy là cái hiện tượng rút nước rất là chậm và đây là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái hiện tượng ngập lụt ở nước ta hiện nay à, về cái ngập lụt thì các em thấy là cái hậu quả nó rất là lớn và gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ lúa hè thu. Và biện pháp phòng chống ở đây chúng ta phải xây dựng các công trình thủy lợi và ngăn thủy chiều. Loại thiên tai thứ ba chúng ta quan sát đó là lũ quét. Thì lũ quét thường là xảy ra cũng vào mùa mưa bão ở nước ta. Và phạm vi ảnh hưởng của lũ quét phổ biến là những vùng miền núi. Và với các cái câu hỏi trắc nghiệm, hỏi các em về nguyên nhân xảy ra lũ quét và vì sao lũ quét chủ yếu xảy ra ở vùng miền núi thì các em nên lưu ý là nguyên nhân là do vùng miền núi có cái độ dốc địa hình rất là lớn và đặc biệt là xảy ra đối với những nơi mà mất đi cái lớp phủ thực vật thì cái lũ quét là xảy ra với tốc độ rất là cao và thiệt hại rất là nghiêm trọng về người và tài sản và để phòng chống hạn chế những tác hại của lũ quét thì có các cái biện pháp cơ bản chủ yếu là chúng ta phải trồng rừng canh tác hợp lý và quy hoạch dân cư loại thiên tai cuối cùng đó là hạn hán. Về thời gian thường diễn ra đó là vào mùa khô. Mùa khô. Và phạm vi ảnh hưởng của nước ta đó là những vùng khuất gió ở tây bắc, vùng tây nguyên, vùng đông nam bộ và duyên hải cực nam trung bộ. Và ở đây cô cũng lưu ý các em với một số cái câu hỏi trắc nghiệm người ta thường hay hỏi các em để kiểm tra cái mức độ thông hiểu, nhận biết của các em và vận dụng đó là trong các cái khu vực này thì khu vực nào là khu vực mà có cái chịu ảnh hưởng của hạn hán và mùa khô kéo dài sâu sắc nhất nước ta. Thế thì đáp án của các em sẽ phải lựa chọn đáp án đó là cái khu vực Duyên Hải cực Nam Trung Bộ. Đây chính là cái vùng mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán của nước ta thì các em sẽ lựa chọn đáp án này. Và cái hậu quả của hạn hán thì như chúng ta đã biết là nó sẽ gây ra cái khô hạn kéo dài và cháy rừng và thiệt hại rất là lớn đối với người nông dân, đối với sản xuất nói chung, đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp, đối với ngành lâm nghiệp và ngoài ra là các ngành kinh tế khác. Biện pháp phòng chống hạn hán của nước ta hiện nay phổ biến là chúng ta sẽ xây dựng các cái công trình thủy lợi để có thể cung cấp nước và tưới nước cho những vùng khô hạn kịp thời. Chúng ta sang vấn đề thứ 7 là vấn đề bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Ở cái phần này chúng ta có thể thấy rằng là nước ta hiện nay thì đây là một cái vấn đề cấp thiết đang đặt ra, là một cái vấn đề rất là nóng trong những năm gần đây. Ở nước ta thì có rất là nhiều các loại thiên tai. Trong cái bảng này chúng ta có thể thấy là chúng ta có những loại như là bão này, ngập lụt, lũ quét và hạn hán. Thế ở đối với từng loại thiên tai một thì các em cần phải nắm vững về cái thời gian hoạt động phạm vi ảnh hưởng, hậu quả và biện pháp phòng tránh của từng loại thiên tai. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như bão của nước ta thì các em thấy là cái phạm vi ảnh hưởng chủ yếu của bão là những cái vùng ven biển. Và cái hậu quả của bão rất là lớn gây ra những cái tình trạng như là gió mạnh, mưa lớn, sóng lừng, nước biển dâng ở những cái vùng ven biển và gây thiệt hại rất là lớn về người và tài sản. Và biện pháp phòng tránh bão đó là dự báo khí tượng, đưa tàu bè về nơi trú ẩn an toàn, củng cố đê biển và di dân khi cần thiết. Về ngập lụt thì chúng ta thấy là diễn ra trên cái thời gian vào mùa mưa bão và phạm vi ảnh hưởng lớn nhất là đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và vùng ven biển miền Trung. Và cái tình trạng ngập lụt này nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đến đời sống của dân cư, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và lúa hè thu và cụ thể là vụ lúa hè thu. Biện pháp phòng tránh tình trạng ngập lụt ở đây đó là chúng ta có thể xây dựng các công trình thoát nước và ngăn thủy triều. Về lũ quét thì các bạn em có thể thấy rằng là lũ quét chủ yếu diễn ra vào mùa mưa bão và cái phạm vi ảnh hưởng lớn nhất đó chính là cái vùng miền núi nước ta. Và lũ quét cũng là một cái loại thiên tai mà gây rất là nhiều những cái uh, thiệt hại lớn về người và tài sản. Về biện pháp phòng tránh thì chúng ta thấy là đối với các uh, À, cái khu vực miền núi thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái biện pháp là trồng rừng, canh tác hợp lý và quy hoạch dân cư, đó, tránh các cái vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét. Loại thiên tai thứ tư đó là hạn hán, thì chủ yếu thời gian à, và vào diễn ra vào mùa khô. Hạn hán thì chúng ta thấy là về phạm vi ảnh hưởng thì chúng ta thấy có ba cái khu vực nhé. Thứ nhất là vùng sơn la và bắc giang, đó. Những cái nơi này là những nơi mà nằm à, ở những cái địa hình rất là khuất gió. Đó, lượng mưa rất là thấp. Ngoài ra thì chúng ta thấy có ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, những cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của mùa khô sâu sắc kéo dài, à, có những nơi kéo dài từ 6 đến 7 tháng thì cũng diễn ra tình trạng hạn hán nặng, thậm chí là dẫn tới nguy cơ là cháy rừng. Thế còn vùng Nam Trung Bộ là nơi mà có địa hình chạy song song với hướng gió cũng là nơi mà có cái lượng mưa rất là thấp, tình trạng khô hạn và mùa khô kéo dài. Vì vậy là cái biện pháp phòng tránh đối với cái loại thiên tai hạn hán này là chúng ta cần phải chống cháy rừng và có cái công tác thủy lợi tưới tiêu hợp lý. À, sau khi ôn lại những cái kiến thức cơ bản của chương trình địa lý tự nhiên lớp 12 thì à, ngay sau đây các em à, sẽ sẵn sàng để trả lời một số câu hỏi để xem là cái phần ôn kiến thức của mình à, như thế nào và có trả lời đúng được các câu hỏi hay không nhé Chúng ta sẽ vào phần à, đơn vị câu hỏi kiến thức thứ nhất phần vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Với câu 1, thiên nhiên nước ta khác hẳn à, so với các nước có cùng vị độ ở Tây Nam Á chủ yếu do A. Vị trí nằm trong vùng nội trí tuyến B. Chịu tác động sâu sắc của gió mộ dịch C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển và D. là Địa hình lục địa tập trung thành khối lớn Thì ở với câu 1 này thì các bạn học sinh chúng ta có thể sử dụng cái bút bi của mình nhé hai loại, bút bi xanh và bút bi đỏ Đối với những cái câu 1 thì chúng ta sẽ trả lời và chọn đáp án nào. Thì chúng ta thấy là thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á. Vậy đáp án của chương trình đó là đáp án C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển đúng không? Chúng ta sang câu 2. Lãnh hải là A, vùng nước tiếp giáp với đất liền rộng 12 hải lý. B, vùng nước tiếp giáp với đất liền ở bên ngoài đường cơ sở. C, phần ngầm dưới đáy biển. Và D là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển rộng 12 hải lý. Câu này, các em học sinh chọn đáp án nào ạ? Đáp án của chương trình đó là đáp án D, vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, rộng 12 hải lý. Đúng không? Câu 3, nằm trên đường di cư và di lưu của nhiều loài động thực vật nên Việt Nam có A, tài nguyên sinh vật phong phú, B, nhiều tài nguyên khoáng sản, C, thiên nhiên phân hóa đa dạng và D là nhiều vùng tự nhiên trên lãnh thổ. Thì câu này rất là dễ đối với các bạn học sinh và chúng ta không thể chọn đáp án nhầm được. Đáp án của chương trình là đáp án A, tài nguyên sinh vật phong phú. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến kiến thức của bài 6 về đặc điểm địa hình nước ta, đất nước nhiều đồi núi. Câu 1. Địa hình Việt Nam có đặc điểm A, đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. B, đồi núi chiếm phần lớn diện tích trong đó địa hình núi cao là chủ yếu. C đồng bằng chiếm phần lớn diện tích và D là đồng bằng chiếm phần lớn diện tích và có cấu trúc đa dạng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong bốn cái đáp án trên thì đáp án đúng đó là đáp án A, đồi núi chiếm phần lớn diện tích, chủ yếu là đồi núi thấp. Và chúng ta thấy là 3 phần 4 là đồi núi, 1 phần 4 là đồng bằng và đồi núi thấp và địa hình đồng bằng dưới 1.000m chiếm 85%. Câu 2, trở ngại lớn nhất về thiên nhiên của khu vực đồi núi là A. Dễ xảy ra lũ lụt B. Địa hình chia cắt mạnh nhiều sông, suối và hẻm vực C. Môi trường thiên nhiên dễ suy thoái Và đây là lãnh thổ hẹp, khó khăn cho việc cư trú và phát triển sản xuất đó Vậy thì đáp án của câu hỏi số 2 này Đó là đáp án B. Địa hình chia cắt mạnh nhiều sông, suối và hẻm vực Khó khăn cho giao thông vận tải, cho thông thương, cho giao lưu, phát triển kinh tế và văn hóa xã hội Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước có nhiều đồi núi? A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng. B. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. C. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ. Và D là địa hình đồi núi chiếm 3 phần tư diện tích Như vậy với câu hỏi này thì đáp án của chương trình đó là đáp án D Câu 4 Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ đồi núi Việt Nam chủ yếu là đồi núi thấp với bốn đáp án A, B, C, D, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau quan sát thì chúng ta sẽ chọn, chắc chắn chúng ta sẽ phải chọn đáp án nào ạ? Chọn đáp án A đúng không ạ? Để chúng ta vừa nhắc ở phần trên rồi. Câu 5, đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm chung của địa hình Việt Nam? A, địa hình của vùng khí hậu, cận, nhiệt, đới, gió, mùa. Cái này đúng không ạ? Sai đúng không ạ? B, cấu trúc địa hình khá đa dạng. C địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là núi thấp. D địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. Thì chúng ta thấy rằng là cả đáp án B, C, D đều là những đặc điểm nổi bật của địa hình Việt Nam. Vậy cái đặc điểm không đúng ở đây chính là đáp án A, bởi vì địa hình của chúng ta là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện qua việc là xâm thực mạnh ở vùng đồi núi và bồi tụ nhanh ở các cái vùng đồng bằng chứ không phải là khí hậu cận nhiệt. Đúng không? Câu 6. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới ẩm gió mùa? A. Mài mòn mạnh ở vùng đồi núi, bồi tụ ở ở đồng bằng. B. Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi, bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông. C. Xâm thực mạnh ở đồi núi, xâm thực sâu ở đồng bằng. D. Xâm thực mạnh ở đồi núi, đồng bằng diễn ra quá trình bồi tụ phù sa yếu. Vậy thì câu hỏi là đây là câu biểu hiện nào chứng tỏ địa hình Việt Nam thuộc vùng nhiệt điểm gió mùa? Chúng ta có thể thấy rằng là ở các cái phần trên trong quá trình ôn kiến thức cũng như các cái câu hỏi trước chúng ta thấy là đáp án A, đáp án B là đáp án đúng, xâm thực mạnh ở vùng đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông. Ví dụ như đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí là còn có có quá trình hàng năm lấn ra biển từ vài chục cho tới vài trăm mét. Câu 7, cấu trúc địa hình nước ta bao gồm hai hướng chính là thì câu này phải nói là trong quá trình ôn các bạn đã được học rồi Và trong online cũng có những cái hướng dẫn rất là rõ đấy các bạn Là chúng ta có hai hướng chính là hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung Vì vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án B Câu số 8 Hướng Tây Bắc Đông Nam của địa hình nước ta thể hiện rõ ở A. hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã B. Vùng núi Đông Bắc C. Vùng núi Trường Sơn Nam Và D. Là vùng núi Cực Nam Trung Bộ đó, vậy thì hướng Tây Bắc Đông Nam của địa hình nước ta thể hiện rõ ở vùng nào? Chúng ta thấy đáp án của câu hỏi số 8 này chính là đáp án A, hữu ngạn sông Hồng cho đến dãy Bạch Mã. Câu 9, vùng núi Đông Bắc nằm ở A, giữa sông Hồng và sông Thái Bình. B, từ dãy núi Con Voi tới dãy tới thung lũng sông Mã, C giữa sông Hồng và sông Cả và D là tả ngạn sông Hồng vậy thì cái phần này là chính là cái phần ôn kiến thức của đặc điểm địa hình Việt Nam thì đáp án của chương trình đó là đáp án D nằm ở tả ngạn sông Hồng câu 10 vùng núi Tây Bắc nằm ở A giữa sông Hồng và sông Cả B từ dãy núi Con Voi tới Thung Lũng sông Mã C phía đông Thung Lũng sông Hồng và D là dọc biên giới Việt-Lào tất cả những câu hỏi liên quan đến hướng núi này rồi danh giới và phạm vi của các cái dãy núi thì chúng ta sẽ sử dụng cái bản sử dụng atlas địa lý Việt Nam ở trang 6 và trang 7 chúng ta có thể xác định được các cái vùng núi. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định phạm vi hướng núi. Thì ở đối với câu 10 đáp án của câu 10 đó là đáp án A nằm giữa sông Hồng và sông Cả.